Kamen Rider Kiss sẽ được ra mắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2022 này. Vậy nghĩa là Revive chúng ta hiện tại sẽ tròn 50 tập. Và bây giờ chúng ta đã chiếu tới Revive tập 47, đây là trailer tập 48. Hiện tại thì chỉ còn 3 tập nữa thì Revive sẽ kết thúc. Nên mình nghĩ trận chiến với Karizaki sẽ diễn ra trong vòng 2 tập nữa. Và tập cuối sẽ là giải quyết vấn đề liên quan tới Ki cũng như ký ức của anh và khế ước của Vai. Trận chiến với Karizaki hay với tên gọi mới là Karazuga vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mở đầu trailer là khung cảnh của Karizaki. Anh ấy với quyết tâm cực độ của mình vẫn tiếp tục thực hiện lý do riêng mà anh ấy đề cập tới trong tập 47. Anh ấy lại chiến đấu với hai Rider, trong đó ngoài Jenny ở hình dạng cơ bản còn có Kagero. Như chúng ta biết ở tập 47, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn lấy cũng như phá hủy được hai chiếc thắt lưng. Và liệu họ có thoát khỏi Karizaki? Infinity Light và Invisible Jenny cũng không có cửa thì hai firm này chắc đánh câu giờ là chính. Họ không thể nào đánh bại được Karazuga cũng như sức mạnh vô cùng lớn của nó với sức mạnh Zeromet triệu hồi đến những vai tâm đầu của Kagero Revive và kết hợp chúng lại với nhau. Khả năng này thì thường theo mô típ ở thời đại Heisei thì có lẽ đã thuộc về Kagero chính khi họ tổng hợp tất cả sức mạnh giống như Genius Build hay là hình dạng Grand Zio, nhưng lần này đã được chuyển qua phe phản diện. Kế đến là những khung cảnh của Ziore đang ở đúng tên tòa nhà đó, nơi mà anh ấy luôn bị ràng buộc. Hàng rào này cũng giống như cọng dây xích đã từng xuất hiện trong tập 47. Nó là rào cản tâm lý mà Ziore đang phải đối mặt. Zuga River hay là cái ý chí mà anh ấy bảo là sẽ đưa đến hòa bình thật chất chỉ là giả dối. Anh ấy chỉ muốn đơn giản là vượt qua cũng như chứng minh là tôi đã thắng được ông cũng như tên ác ma Chip. Và hiện tại trong tâm trí của anh, tại sao lại xuất hiện sự phân tâm? Một lần nữa anh lại gặp Hiromi và được thông não nên lần này Ziore đã có những suy nghĩ khác. Hay là do cuộc đụng độ với Kagero, hắn ta đã nói là một điều gì đó khiến cho Ziore bắt buộc phải suy nghĩ đủ quyết định của mình. Hình ảnh kế tiếp là hình ảnh của Sakura, Ikki cũng như Vai. Mọi người rất lo lắng vì nghĩ nếu Ikki Henshin thì tất cả ký ức của anh về hai người anh em sẽ biến mất. Lần gần nhất Vai Henshin thì Ultimate Vai thì Ikki đã không còn nhớ gì về gia đình của mình, đó là cha mẹ của anh. Lần này Henshin lần nữa có thể chính là hai người anh em này. Ikki cũng sẽ quên với câu nói đầy đau lòng của Sakura. Quay trở về nhà thì Ikki đã gặp được gia đình của mình, hai người xa lạ nhưng thực chất chính là cha mẹ của anh, và họ luôn tin cậu là con trai của mình. Và niềm tin đó liệu có giúp Ikki nhớ ra được hay anh chỉ là một người sững sờ trước hai người xa lạ tại sao lại ở nhà mình hay không? Trước khi trận chiến không hề tránh khỏi diễn ra, với Infinity Light cũng như Invisible Genie cũng không phải là đối thủ, thì chỉ còn Ultimate Vi cũng như Ultimate Revy là có thể ngăn cản được Karazuga mà thôi. Và trận chiến cuối cùng đã nổ ra, chỉ còn lại sức mạnh từ Ultimate Vi và Ultimate Revy. Khi tất cả ba anh em đều đứng đây, họ sẽ nhường sân đấu cho Vi cũng như Ikki thể hiện, hay the chiếc hắc lưng còn lại cũng đã bị Ziore tước đoạt rồi. Như trận chiến trước thì Zuga không đối đầu hơn được với hình dạng Ultimate Vi, mà mặc dù Vi cũng chiến đấu không nghiêm túc cho lắm, thì lần này liệu Ziore có thể làm được gì với cả hai Rider, hay chính xác hơn là người mạnh nhất trong toàn bộ series? Đến cả tên kiếp hắn ta chỉ có thể đưa ra phân ảnh và để bạn hơi góc ở một thế giới khác mới có thể ngăn cản được hình dạng Ultimate Revy và Ultimate Vi. Liệu Zuga với khả năng tổng hợp lại tất cả những sức mạnh từ đầu của Revy có phải đối thủ của firm này không? Theo mình nghĩ là không. Trong những hình ảnh được leak ra trong tuần này thì chúng ta không có gì khác biệt so với trailer. Vẫn là những hình ảnh về gia đình của Ikki, quyết tâm của hai anh em cũng như Ikki, trận chiến với Kagero cũng như Genie hình dạng cơ bản, và trận chiến cuối cùng với lại Ziore. Có một hình ảnh thú vị trong hình ảnh được leak ra, đó là khung cảnh bệnh viện Hana cũng như Tamaki đang ở đó. Sakura và Daiji đã đến thăm họ và kể họ tình hình của tiến sĩ Ziore. Cả hai không thể hiểu được tại sao Ziore lại hành động như vậy, và có thể họ cũng nhận ra được Ziore còn có mục đích khác. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ vì Ziore vốn dĩ là bạn của họ, chưa kể tới sức mạnh của Ziore, Zuga là quá lớn, họ không có cách nào để ngăn cản được Ziore. Và có thể bốn người đây đều đã mất hết sức mạnh rồi nên họ mới ở chung một chỗ như thế này. Một hình ảnh khác đó là trận đối đầu giữa Zuga cũng như Ultimate Vi và Ultimate Revy. Ultimate Vi và Ultimate Revy đang khuỵu xuống và có lẽ bị áp đảo với Zuga. Vì như mình nói, Zeromet mới là thứ khó chịu nhất của Kagero Zuga. Khả năng chiến đấu của hắn cũng không quá đặc biệt nếu so với Ultimate Revy và Ultimate Vi. Khả năng đặc biệt của anh ấy là phối hợp những đòn Zeromet với nhau, tạo ra những đòn tấn công cũng như combo liên hoàn từ tất cả những loại thú. Như Ultimate Vi và Ultimate Revy vẫn chưa sử dụng tích lực từ của mình, vì nếu sử dụng tới lực từ sức mạnh mạnh nhất của trái đất
thì mình nghĩ Yuga cũng sẽ ăn hành như tử mà thôi. Có lẽ anh ấy sẽ được câu giờ để thể hiện thêm phần tập này vì đây chỉ mới tập 48 mà thôi. Tập 49 thì anh ấy liệm là vừa đẹp. Trận chiến giữa Evil cùng với lại Genie thì mình nghĩ sẽ là trận chiến nối tiếp tập 47. Họ sẽ quyết tâm không để chiếc Key Henshin trước khi đưa anh ấy tới một nơi khác để cùng thảo luận như trong đoạn trailer. Lần này thay vì Daiji thì Kagero đã quyết định bảo vệ anh trai của mình, cùng với đó là sức mạnh cơ bản của Genie. Họ sẽ không thể nào đánh bại được Suga và tiếp tục ăn hành ở đầu tập phim. Sau đó thì mất hai chiếc hắc lưng cũng như Karizaki đã bỏ đi. Đó là toàn bộ gia đình của mình. Mình là Riders Geek. Nếu các bạn thấy thích kênh này cũng như những thông tin về Kagero Kid, hãy like và subscribe cho mình nhé. Thanks for watching. Bye.